Kính chào quý vị các bạn. Kính chào quý vị các bạn. Nay lên chuẩn bị học hành xong rồi mình sẽ chiên cánh gà, làm món cánh gà chiên nước mắm để mấy thầy trò lai rai buổi tối. Ôi, nay làm gì đông vậy? Hôm nay gì đông dữ vậy? Casting. Đây casting game show truyền hình Thanh Âm Quyền Năng. The Power of Voice. Dạ thưa quý vị các bạn, giờ đi riết bây giờ ở công ty làm bao nhiêu chương trình tôi cũng không biết luôn này. Rồi các bạn đứng casting rất đông. Ủa casting đâu vậy? Ở trong phòng hả? Phòng Hà Nội hả? Dạ, chào thầy. Hôm nay casting mà anh không biết luôn. Casting mọi người tới nhiều quá. Dạ. Đúng không ạ? Mỗi lần tôi thấy khó chịu mà. Cho nên là đừng có lãng giảm quanh tôi được, hiểu chứ? Thậm chí cũng đừng có bấy mạng tới gần nhỏ đại. Nếu cậu lại xuất hiện và hành động như lần nữa, cậu sẽ làm đảo lộn cuộc sống của tôi lên lần nữa đó. Anh thấy chờ là sao? Gì cơ? Tại sao nói trong nhà của tôi như vậy chứ? Anh thật là nhục nhã mà. Cái thằng này, nghe nó nói gì kìa. Anh chờ tôi sẽ quay trở lại một lần nữa sao? Này, anh kể chuyện 10 năm trước rồi đó đâu mà anh à. Mày vẫn còn mạnh mồm như thế được nữa. Bỏ máy bay ra, máy đó bỏ ra. Mấy tên thất bại như mày á, bị đè bè cho không nhúc nhích được nữa. À, đúng rồi. Em gái mày sao rồi? Con bé đi lại được chứ? Này, Kim Tất Xu. Gì? Kim Tất Xu hả? Nếu muốn bắt chứ tôi thì làm đúng do nó là tôi có mặt từ đó đi thật rồi. Đừng nói vội vã sợ hãi vì đây mới là chỉ là khởi đầu thôi. Nếu là tôi sẽ gặp anh trên sân khấu trên trận đấu thì anh trẻ tôi sẽ chết chắc. Hôm nay mình cast bao nhiêu? Danh sách 100 bạn. 100 bạn casting hả? Thanh Âm Quyền Năng. Dạ, kính chào quý vị các bạn. Đây là thầy Đạt Phi, là sư phụ chuyên lồng tiếng. Các bạn nào mà đam mê lồng tiếng là sẽ nghe cái giọng của anh Đạt Phi rất là quen thuộc. Để cho anh cast với. Dạ. Mời anh lên. Chắc đậu á. Vậy cho tiền cắt cái vòng 1 đi. Cắt sao? Dạ bây giờ. Cắt thiệt nha. Dạ. Mà nếu mà anh mà thắng tập nào thì anh nhường lại giải thưởng cho mấy bạn thôi. Rồi quý phổ biến lộc cho thầy đi. Đây có hai cái ly, một cái ly là câu nói, một cái ly là cảm xúc. Thầy sẽ bóc thăm một cái câu nói. À. Không hiểu. Giống như diễn xuất bằng giọng nói vậy đó. Ừ. Là cái này là câu nói. Câu nói.
Vì cảm xúc. Cái này là cảm xúc. Là cảm xúc. Câu nói với cảm xúc của anh bắt được. Đây câu nói, trời ơi, kêu gì dài dữ vậy? Cảm câu xúc. Này được nhìn đọc. Cảm xúc sung sướng. Rồi, cảm xúc câu sung sướng. Khi nào lớn lên con sẽ làm một phi công để có thể đi vòng quanh thế giới như bố vậy. Con sẽ cố gắng học thật giỏi, ăn thật nhiều và thường xuyên tập thể dục để có sức khỏe thật tốt. Nên bây giờ mỗi ngày con sẽ cầu xin ông trời cho con sức mạnh để vượt qua căn bệnh này. Đó là, đọc này là vô cảm. Giờ có cảm xúc sung sướng đúng không? Dạ. Thì sung sướng làm... Đang rất là hạnh phúc. Ừ. Đứng đứng trên đó hả? Hay đứng đâu? Đứng ở đây hả? Dạ, con micro đó. Micro này cao quá. Dạ, thầy cứ nhận xét nha thầy. Dạ. Dạ. Trời ơi, tự nhiên cho cái câu con nít sao đóng ta? Giọng con nít đúng rồi. Rồi. Sung sướng, sung sướng. Khi nào con lớn, khi nào lớn lên, con sẽ làm một phi công để có thể đi vòng quanh thế giới như bố vậy. Con sẽ cố gắng học thật giỏi, ăn thật nhiều và thường xuyên tập thể dục để có sức khỏe thật tốt. Nên bây giờ mỗi ngày con sẽ cầu xin ông trời cho con sức mạnh để vượt qua căn bệnh này. Mà con đâu có bệnh gì đâu. Cảm xúc là thấy từ sáng giờ là bạn này ổn nhất đó. Rồi vậy thầy cho vô luôn không thầy? Này không, giờ thử câu khác nha, thử câu khác nha. Dễ lắm các bạn, thanh âm quyền năng rất dễ, ai cũng có thể chơi và ai cũng có thể chiến thắng. Ồ, cái câu này hơi bị ấy. Niềm tin là một thứ rất đuổi mong manh. Khi tin tưởng một ai đó, ta đã đánh đuổi đi sự tự do. Cảm xúc chảnh chọe. Sao cái câu này với cái này nó không có liên quan gì hết vậy? Sao thể hiện ta? Rồi, chảnh chọe. Ừ, em thoải mái. Thoải mái đi, lên xem. Để anh quảng bá cho thanh năm quyền năng trời mới nè. Dạ rồi, thưa quý vị các bạn. Aaron nói các bạn chờ một xíu nha đây. Rồi, bây giờ mình sẽ chỉnh chọe mình qua màu vàng. Đó, hồi nãy là vui sung sướng thì mình qua màu đỏ. Không sao để anh ấy. Biết làm mà. Rồi để anh ấy. Đó, lùng người vừa đủ. Phát sợ rồi, Phát gặp đối thủ rồi. Cái này lúc này nó đọc voi hết của tôi luôn, tôi ế độ luôn. Đây, cảnh chọe nha. Giờ là mình không cảm xúc trước nha. Dạ thưa thầy, nếu có gì thì thầy chỉ giùm nha thầy. Dạ. Niềm tin là một thứ rất đổi mong manh. Khi tin tưởng một ai đó, ta đã đánh đổi đi sự tự do. Khi niềm tin mất đi, không cách gì có thể khôi phục được. Chúng ta không bao giờ biết được nên đặt niềm tin nơi ai. Đến cuối cùng, con người ta chỉ quyết định tin tưởng bản thân mà thôi. Rồi, chảnh chọe. Khó thể hiện. Niềm tin là một thứ rất đổi mong manh. Khi tin tưởng một ai đó, ta đã đánh đổi đi sự tự do. Khi niềm tin mất đi, không có cách gì có thể khôi phục được đâu. Chúng ta không bao giờ biết được nên đặt niềm tin nơi ai. Đến cuối cùng, con người ta chỉ quyết định tin tưởng bản thân mình mà thôi. Tại vì dễ ăn quá. Dạ sao vậy thầy? Đùa chứ hồi xưa là đi hay đi đọc voice các cái quảng cáo á, thì các anh em là cũng biết nhau thầy. Anh Đạt Phi mình mê cái giọng Đạt Phi lắm. Cũng anh em cũng có trước cũng có cũng hồi xưa cũng kiếm sống bằng nghề đọc quảng cáo. Nhưng mà Đạt Phi nếu mà nói về lòng tiếng rồi là coi như hết sảy luôn. Đó. Thầy, các bạn hy vọng lần sau cái chương trình này thì sẽ có rất nhiều tài năng mới. Có các bạn nào tự tin nuôi giọng nói này mình chưa có đủ kỹ thuật nè, mình chưa có thể hiện được thì nên tham gia chương trình này rồi sau đó thì tìm gặp anh Đạt Phi. Đạt Phi chắc chắn sẽ hướng dẫn cho các bạn. Mình nghĩ rằng bây giờ có rất nhiều các bạn mà voice talent hay những bạn mà lòng tiếng giỏi đều là đệ tử của thầy. Còn các nhân tài thì hay tìm đến Điền Quân để mà thi phố tài năng. Rồi, nghe cái giọng nghe nó đã gì đâu giống chung phim. Để kiếm có cái gì mà vui vui.
buồn bã. À, buồn bã, buồn bã. Buồn bã coi như đường cầu rất quớt mà sao nội dung này lạ thiệt luôn á nha. Ồ, cái này hay nè. Nếu muốn chết thì chết đi, nhưng đợi mai hẳn chết. Nếu ngày mai vẫn còn đau khổ như vậy thì đợi ngày kia rồi chết. Còn nếu ngày kia vẫn đau khổ thì ngày sau đó nữa chết cũng chưa muộn. Hay quá. Cứ như vậy mà sống qua từng ngày rồi sẽ tốt hơn lên thôi. Cậu sẽ cảm thấy khi đó không chết. Thật sự rất tốt. Buồn bã. Ồ, buồn bã mà đứng chắc hơi khó. Chu Dung góc kẹt. Nếu muốn chết thì chết đi, nhưng mà đợi mai hẳn chết. Nếu ngày mai vẫn còn đau khổ như vậy thì đợi ngày kia rồi chết. Nếu ngày kia mà vẫn còn đau khổ thì ngày sau đó nữa hãy chết, cũng chưa muộn mà. Cứ như vậy mà sống qua từng ngày rồi thì cũng sẽ tốt hơn lên thôi. Nhưng mà sau đó thì cậu sẽ cảm thấy là không chết thật sự rất tốt. Tôi chưa muốn chết, nhưng mà tôi đang thất tình, tôi buồn quá. Sao mà phụ nữ hay làm đàn ông đau khổ vậy trời. Nhưng mà tôi không có ngu gì tôi chết đâu nha. Không có em này còn có em khác. Dạ. Dạ thôi rồi, cho anh một suất nha. Dạ. Đó. Có gì đồ làm đội tóc giả lên anh. Dạ, cảm ơn thầy. Rồi. Lấy mic rồi. Rồi phát. Rồi, mời các bạn vô. Rồi, rồi chào em. Rồi, ok. Em gửi cho anh Bùi Đại Nghĩa. Đại Nghĩa hả? Dạ. Đại Nghĩa thầy em hả? Dạ. Ờ, oh, ok rồi. Em làm VTC mà. À, em làm VTC hả? Hôm qua mới bay vô đây. À, từ từ ngoài VTC bay vô hả? Dạ. Chào mừng bác anh. À, à, à. Từ từ ngoài kia bay vào. Em ngoài kia bay vào. Ở chương trình này hay đó. Ờ, dạ. Vui vui vui. Dạ. Chào mừng. Nó hơi ngược, nó hơi ngược á. Hơi sáng. Quay đang được nè, okay. Ta đang được. Đây đây cho sáng. Ồ, đây học trò Đại Nghĩa này, học trò. Dạ. À, em gặp anh ở Bung Gai, học trò anh Đặc Phi. À, có ba Kèo Ú. À, có gặp không? À, dạ có, dạ, em gặp anh ở ba Kèo Ú. Ba Kèo Ú là ở gần nhà em kìa nha. Yes. Chụp chụp hai anh em tổng, chụp hai. Rồi, nhất trí, nhất trí. Gần nhà. Rồi, ok, em tên gì? Liêm. À, Liêm, rồi, chào Liêm. Năm. Rồi, anh cảm ơn anh. Rồi, giờ em nhé. Ok. Em ở nhà em kia nhà bà Hiểu. Ủa vậy hả? Ủa, gần gần nhà, gần nhà một cô. Gần nhà ngoại của thằng ấy, thằng hớt tóc. Ừ, ừ. Nhớ rồi, nhớ rồi, nhớ rồi. Thằng tiệm hớt tóc á, quên tên. Con học ở đâu? Công nghệ hả? Con ra trường chưa? Năm 2. Năm 2 sao con đi làm được? Thì học về làm đó. Công tác hả? Ừ, được rồi đó, chứ lắc chứ xíu tính. Con học đạo công nghệ hả? À, à, rồi. Lát cái gì chú ấy cho. Ủa con biết thông tin từ đâu? Con quê ở đâu? Con ngỡ hả? Tự tin không? Con có dẫn chương trình hả? Sao mà con thấy vẽ được? Có lồng tiếng bao giờ chưa? Dạ chưa. Lồng tiếng hay là đọc quảng cáo hay cái gì có bao giờ nói dạ, chưa? Quảng cáo đọc radio trên trường. À, à, okay. Còn nữa. Ồ, vui quá hả? Hôm nay gần cả trăm bạn luôn đó. Không biết chương trình này là phát sóng luôn á. Chương nào phát sóng? Ngày mấy phát sóng?
Chưa có lịch phát sóng hả? Okay, có rồi chứ. Casting rồi chừng nào quay, tính nào quay? Ngày 3, ngày 4 tháng 4 mình sẽ quay. Dạ, kính thưa quý vị các bạn, ngày 3, ngày 4 tháng 4 sẽ quay một cái show mới của công ty Color Entertainment, cũng là một cái đơn vị đối tác với lại Điền Quân ha, cũng là một thành viên của Điền Quân. Cái show có cái tên là Thanh Âm Quyền Năng, là dành cho những bạn trẻ mà yêu thích cái bộ môn đọc quảng cáo nè, thuyết minh nè, và đặc biệt là lồng tiếng. Thì đây có thể xem như là một cái tiền đề để các bạn có thể khởi nghiệp với cái nghề này. Cái nãy ở các cái phần trên là quý bà con quá cũng thấy rồi ha, nói chung là Colomel là cũng được á. Nếu mọi người ủng hộ cho mình tham gia nha, mình sẽ tìm cách mình hóa trang, mình trốn vô để mình gây rối cho anh Đại Nghĩa rồi với lại ban giám khảo chơi cho vui. Tìm kiếm những voice talent tài năng ha. Dạ, dự kiến thì chương trình Thanh Âm Quyền Năng sẽ được phát sóng vào lúc 14 ngày 14 tháng 5 năm 2021. Hôm nay là trung tuần tháng 3 là như vậy, còn 2 tháng nữa thôi ạ. Quý vị các bạn. Và hôm nay thì các bạn thấy đây rất là đông, nam thanh nữ tú rất là đông, kiếm đi kiếm phỏng vấn chơi nè. Em hả? Rồi, ok. Có bạn trai này, bạn này đến từ rồi. Hà Nội. Đến từ Hà Nội. Dọc được nghe được. Em có một cái page chuyên về tâm linh. Nhưng mà em đọc truyện. Người của em rồi. Rồi, ok em. Ok, cảm ơn. 0307. Rồi ở đây có một anh lớn tuổi. Rồi, để mình tới phỏng vấn anh lớn tuổi chơi cho vui à. Rồi. Em tên gì sao? Dạ, em tên Bình. Tên Bình hả? Có dạ. Làm cái này bao giờ chưa mà chắc cũng lai rai. Hay là thích, hay là chỉ thích thôi hả? Thích. Có đọc quảng cáo ở đâu chưa bao giờ chưa? Có, tham gia diễn xuất luôn rồi. Diễn xuất luôn hả? Dạ. Dạ hả? Có những cái chương trình đọc lời thoại. Lời thoại. Chương trình rất là dễ thương. Ừ. Nói gì? Đừng cách để là đừng làm tổn thương người mình yêu. Đọc lại nguyên cái bài dẫn đó luôn. Nhưng mà em có từng đi đọc quảng cáo hay là có chưa có từng đi em đọc quảng cáo rất nhiều. Đóng hả? Đóng quảng cáo rất không, nhiều. Ý anh hỏi em có đọc voice vô quảng cáo chưa? Đọc voice. Đọc quảng cáo. Hai cái. Người ta gọi là voice talent đó. Voice talent chưa? Chưa hả? Chỉ là giống như là hỏi rồi đáp thôi chứ còn còn voice thì chưa. Dạ, đây voice talent nha. Rất là hân hạnh gặp voice talent. Dạ, đây là nói chung là cái thật ra cái nghề là voice talent á, là nói thật với quý vị các bạn là rất là một cái nghề mà rất là hay và thu nhập rất là tốt thiệt luôn, nhưng mà vẫn một thời gian thì bây giờ các cái những cái giọng gọi là những cái tài năng mà gọi là voice talent á bây giờ ít lắm. Cái thời của Colorman là rất nhiều người nè, Đạt Phi nè, anh Trung Châu nè, rồi anh chị Bích Ngọc nè, chị Thi Mai nè, rồi anh gì ta, nói chung là cũng khá khá. Thì đó, cái thời đó mình cách đây cũng lúc mình mới gia nhập với vào đài truyền hình thì mình cũng tranh thủ đi làm thêm, cũng có đọc một số quảng cáo đáng kể. Ở nhiều quảng cáo mà mọi người nghe không biết là Colorman đâu nha, mình đọc cho Clear nè. Trước mình đọc chuyên gia là đọc cho dầu gội Clear nè. Mà đọc riết tới nỗi mà bây giờ là cái đó tóc mình vậy luôn, dầu gội Clear, siêu rụng tóc. Đó, đọc mà năm nào là Clear cũng để cho mình gọi, đấy sau này bán được quá. Đó, dầu gội Clear bán được quá rồi bà con rụng tóc dữ quá, thôi không mướn mình nữa. Nay con nhiêu tuổi? Con 19 tuổi. 19 tuổi hả? Sao con lại đi tham gia chương trình này? Dạ, thấy như trên đường hẹn nên đăng ký đi thầy. Đăng ký hả? Nhưng mà cái này con có tự tin vô giọng nói của con không? Đi thi chơi cho vui vậy hả? Tin chứ, mình phải đi là phải tự tin. Okay. Chứ là con chưa bao giờ làm cái công việc mà đọc quảng cáo hay là đọc lời bình rồi thuyết minh rồi phải không? Chưa hả? Dạ chưa. Chưa, nhưng mà thích. Dạ. Để không sao, tham gia rồi từ từ đi học sau. Còn con? Dạ, 27 tuổi. 27 tuổi hả? Rồi. Con thích lồng tiếng. Ừ, thích lồng tiếng hả? Rồi, giọng nghe hay quá ta. Con tên gì con? Dạ, tên Diễm. Tên Diễm hả? À, chưa tới con nãy giờ vô. Dạ, chưa. À, hiện tại con công tác ở đâu? Dạ, con đang làm nhân viên văn phòng của một công ty Nhật. À, vậy hả? Chắc con trực tổng đài đúng không? Dạ, không. Ủa, không phải, tôi nghe giọng giống trực tổng đài điện thoại.
Rồi thôi chúc con may mắn nha. Con con con. Dạ con tên là Phượng. Ừ. Con đang làm nhân viên sáng tạo. Nhân viên sáng tạo nội dung hả? Ở đâu? Ở bên Kitchen Concept. Kitchen Concept hả? À. Tại sao con lại thích cái này? Dạ tại vì con yêu thích cái công việc của môi thôi mà cũng lâu. À. Rồi con có làm qua chưa? Con là học trò của thầy Đạt Phi hả? À, tự luôn, tự học. Thầy ha. Như vậy là quý vị các bạn thân mến, ở đây có rất nhiều bạn đến, nhưng mà có bạn thì yêu thích, có bạn thì cũng đã từng hành nghề rồi mà cũng chưa có chuyên nghiệp. Và hy vọng rằng sau cái chương trình Thanh Năm Quyền Năng này, chúng ta sẽ có thêm nhiều voice talent mới. Bởi vì như comment nói, đây là một cái nghề mà rất là cần thiết trong cái bối cảnh hiện tại, trong cái lúc mà các cái ngành truyền, cái ngành công nghiệp truyền thông giải trí đang phát triển rất là nhanh ha. Thì rất cần nhiều giọng đọc đó. Thì các bạn nghe tiếng rao đọc, mọi người khen comment là thật sự. Hồi xưa mình cũng hay nghĩ là ước gì mình cũng sẽ có cái một cái đào tạo được hướng dẫn, nhưng mà mình đâu có thời giờ. Với lại mình cũng thật sự là mình cũng tự phát. Những cái người giống như Đạt Phi là những người mà tiên phong trong cái việc mà giảng dạy để rèn luyện cho các bạn trở thành một cái voice talent, thì mình nghĩ đây là một cái nghề rất là hay, hay lắm á. Rồi bây giờ còn có podcast nữa, nó cũng là một cái platform mà chúng ta có thể phát triển được cái chất giọng của mình, cái giọng đọc của mình. Nội dung thì không chỉ là phải có hình ảnh, đôi lúc nội dung không có hình ảnh mà chỉ nghe thanh âm thôi, nó cũng tuyệt vời lắm. Rồi thôi chúc cho các bạn casting thành công nha. Rồi, mời quý vị các bạn đón xem chương trình Thanh Âm Quyền Năng vào ngày 14 tháng 5 năm 2021 trên HTV7. Xin chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn nhé. Thank you.